Kính thưa quý vị, thì cái bụng của chị hiện giờ là ngày xưa là ông bà cái gì cũng có làm thầy, nhưng mà bây giờ là lép luôn không? Một cái phát hiện tự nhiên nó bự lên quá, nhưng mà từ cái lúc mà ăn chay và cầu sinh tới giờ thì bụng lại xẹp lại rồi đó. Có lúc bự lúc nhỏ, thì bây giờ là hiện giờ bụng đang xẹp, mà chị cho cái bụng to ra lại chị. To trở lại, cho ra trở lại. Ghê bị thấy ghê không? Bị thiệt thiệt không? Khi cái bụng này nó phì lên là bán ế nha cô bác. Ừ. Bụng này phì lên là bán ế đó anh Thăng ơi. Để giàu lắm rồi, ngủ cục hết. Ai có người ta ngưỡng mộ nè, bự nữa hết ra lên ra cái coi. Chắc chị nịch cái quần cứ quá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, chân thú thân ái kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay là Châu Phú cùng với Lang Thang miền quê, hai anh em đi tìm đến chị Quyền, và chị Quyền cũng đã bán những cái ly cà phê cho khách xong rồi. Hai anh em mời chị Quyền cùng với các cô hàng xóm đến đây để ngồi trò chuyện xác thực như thế nào để tìm cách giúp chị Quyền nha. Vậy Châu Phú cùng Lang Thang mời quý vị và các bạn đồng hành cùng hai anh em nha. Yeah. Chào Lang Thang. Chào cô bác anh chị nha. Hôm nay Châu Phú bỏ Lang Thang đi lạc một khúc, vô kiếm chị Quyền mà quay được có một khúc rồi cô bác. Thì chị Quyền chỉ bán xong rồi đó. Và Lang Thang bây giờ cũng muốn tìm hiểu thêm về cái bụng bự ra bự vô của chị Quyền đó, mà ta nói là bụng bầu. Theo thật sự ở đây hàng xóm nó là bụng bầu, nhưng mà chị làm gì có chồng mà có bầu đó, nó rất lạ ở đây. Đúng đó, Lang Thang cũng muốn tìm hiểu về chị Quyền rất nhiều nha. Dạ, xin chào. Dạ, chào chị Quyền. Chị Quyền nha, chị Quyền. Dạ. Chào các cô nha. Cái gì là Phật. Chào nha. Chào chú Phú nha. Dạ. Chào Lang Thang đi. Dạ. Thì hồi nãy chị cũng bán nước xong rồi đó, bán nước cà phê xong rồi đó chị Quyền. Dạ. Nó bán nước chết à. Dạ. Bán cà phê đi, nói vậy đi. Dạ. Thì nghe là nói là cái bụng của chị đó. Hồi nãy chị nói là nó gọi là nó to ra và nhỏ lại, to ra và nhỏ lại, đôi khi là nó có thể bự nằm ở phần trên, cái mẹ sườn của mình nằm ở trên nữa. Dạ đúng đó. Mà khi mà chị to ra bự lên như vậy đó, thì có cái vật gì nằm ở trong đó hay không? Và em muốn hỏi chị là khi mà chị có cái bụng được như vậy đó là khoảng bao lâu, từ khi nào? Dạ. Dạ, cái bụng em nó bự hồi lúc em phát hiện, lúc mà rằm tháng 10 anh. Dạ. Dạ, rằm tháng 10 năm, được mấy tháng rồi. Rằm tháng 10. Rằm tháng 10 hôm nay. Dạ. Rằm tháng 10 7 tháng rồi. Dạ. 7 tháng. Dạ. Dạ. 10 tháng 10, nhưng mà tháng 10 âm lịch hay là dạ, tháng 10 âm lịch anh. Vậy là 6 tháng. 6 tháng. Dạ. Ha. Bây giờ là bữa mấy người ta bây giờ. Bữa nay là tháng 6 rồi đó. 29. 29 tháng 4. 29 tháng 4 rồi ha. Vậy ha. Dạ, 29 tháng 4. Tư mình. Tháng 10 thì cũng tháng 10 mình. Kể như 6 tháng rưỡi. Dạ. Phải không? 6 tháng rưỡi rồi. Rồi 6 tháng rưỡi rồi nha Lang Thang. 6 tháng rưỡi mà khi mà nó bự lên vậy đó, là chị có cảm nhận là cái phần gì mà có cái cục gì trong bụng của chị không chị? Dạ, nó bự lên thì cảm thấy em hơi khó thở phần trên nè. Dạ. Dạ. Mà có nhiều khi cái lắm lúc thì nó có nhội 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 chổng, có em không biết cái gì ở chổng, nhưng mà có lắm lúc nhiều khi nó nhội chổng. Dạ. Có khi nào là chị đi siêu âm thử một lần không chị Quyền? Dạ em chưa có đi. Dạ. Tại vì em thấy cái bụng em á, lúc bự bự như muốn bự bự cũng nhỏ nhỏ, thành ra em chưa có đi siêu âm. Dạ. Hồi nãy thì cũng có nghe nói là có cái chị giờ là chị cũng ngại đi bệnh viện, tại vì mình không có chồng đó, mình dạ. đi siêu âm bầu thì cũng hơi khó ha chị. Dạ. Quyền. Đó. Nhưng mà nãy chị có nói là nhờ những cái vị thầy mà nào đó tâm. Dạ. Tâm linh đó thì dạ. coi cái bụng của chị như thế nào. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Dạ. Mà vòng vòng đây là chị đó giờ chị có đi những cái vị thầy nào chưa? Dạ em cũng có đi, nhưng mà mấy cũng có mấy cái vị thầy á, người ta cũng chỉ dẫn cho em về cúng kiến như kia nọ, nhưng mà cũng giảm được cái phần nào thôi, nhưng mà hết là nó không hết anh. Nhưng mà không có biết là cái này là như thế nào, không có lý giải được, thành ra em mới nhờ cái cô Năm á. Nhờ cô Năm hả liên hệ với anh Phú. Dạ. Rồi để mà hả tìm những cái vị sư nào đó để mà hướng dẫn, chỉ dẫn dùm cho em để mà cúng kiến cách nào như thế nào để mà cho em hết bệnh.
để em buôn bán thì còn lo cho con em nữa, là vì nếu mà em bụng em bự lên vậy em không có bán được, không có khách. Nó thường là như vậy đó. Dạ. Lúc nào mà bụng bự lên là không có khách hết nha. Dạ. Lúc bụng bự lên là không có khách, với lại nhiều khi cái em bị đổi sắc mặt anh. Dạ. Ngày đổi mấy sắc mặt nữa, nhiều khi nó khó chịu trong người, nó nhức đầu, nói chung là nó bệnh nhiều lắm. Mà bây giờ cũng không biết nói sao nữa. Dạ chứ không phải là cái bụng bự không. Sao mà chị muốn liệt là liệt á. Sao mà em thấy là chị gửi cho em cái video đó. Dạ. Là bụng rất là bự. Dạ. Cùng với cái đoạn video mà chị nói, có khi mà chị cứ ngỡ là mình là một cái bà già. Dạ đúng rồi. Đó là sao cái lúc đó là da mặt, da bụng rồi nó nhăn không? Dạ lúc mà như cái bà già là cái bụng nó không có bự. Dạ. Yeah. Dạ bụng không có bự, nhưng mà cái mặt em thì nó đổi sắc. Mắt nhăn này kia nọ, mặt nó nhăn hết. Hí luôn. Vậy đó. Hí là mắt nó nhíu lại là đen thui à, nó ngồi với mình mà nó hí vậy nè, nó hí luôn. Dạ là đó là chị thấy không? Rõ ràng luôn. Vậy đó ha. Đúng. Dạ. Thấy có thể là kêu nó nhướng lên nó nhìn thấy mình không nữa đó. Dạ. Đó là sự thật luôn đó. Rồi bây giờ là chị thấy trong người chị sao? Từ lúc mà chị ăn tương tới giờ theo lời các cô chỉ đó. Dạ nếu mà em ăn tương thì bụng nó không có bự thường nữa. Dạ. Dạ nhưng mà nó cũng không có bự như là lúc mà mới ban đầu nữa. Dạ. Nó bự nhưng mà hả nó nhỏ hơn là lúc trước. Vẫn bự nhưng mà nhỏ hơn lúc trước. Vậy đó ha. Dạ. Nó nhỏ hơn lúc trước. Dạ. Mà có ăn tương có sụp ký không? Dạ có anh. Mới. Em ăn tương mà em không ăn được cái gì cho nhịn đói không mà. Có khi một tuần lễ em ăn được chỉ vắt cơm vắt cháo thôi chứ em không ăn được gì hết. Vậy đó hả? Em không ăn rau ăn gì hết, thành ra hả người em nó ốm lắm. Mình ăn vô không được hay là sao? Dạ ăn vô nó không được rồi không muốn ăn nó làm sao. Vậy đó hả? Dạ. Cô không hiểu được nữa. Nghe nói là cô này cũng hay nấu cơm chè tương mà đủ món hết trơn để mà thay đổi được vậy anh ơi. Mà em không ăn được. Chị mua bánh tương cái ăn như thế, bánh không có mặn nữa. Dạ. Bánh mì không rồi đó. Thì chị đem lại chị bắt buộc nó ăn. Dạ. Khó chị là nó ăn, còn hết là bỏ là nó bỏ đó. Vậy đó. Nhưng mà trong cái tâm của chị có thèm mặn không mà sao đem đồ tương lại không ăn được? Dạ không thèm mặn. Không thèm luôn. Dạ. Nhưng mà cái lúc mà em ăn tương dễ thấy người em nó bị bệnh đó. Dạ. Nó thiếu sức khỏe rồi em uống thuốc tây nhiều quá rồi mấy chị mới sợ em bị bệnh nhiều. Nó kêu thôi ráng ăn mặn lại đi, nặng cho nó có được chất để thôi là bệnh nhiều quá thì không ai lo, tại vì có một mình à. Vậy. Chị đó ha. Dạ. Dạ. Thì chị là chị bị gớt rồi. Gớt mặn hả? Dạ. Gớt ăn mặn hả? Dạ thì kêu em ăn tắt nữa à? Kêu em ăn mặn lại, em ăn mặn lại chỉ khoảng một tuần nay anh. Tuần nay hả? Dạ. Thấy cái bụng có bất thường gì không? Từ lúc mặn đó vậy? Dạ em ăn mặn thì nó cũng không có lớn. Vậy ha? Dạ, tại vì em có xin, em xin là em xin em ăn mặn một tháng thì em ăn mặn là 20 mấy ngày vậy đó. Dạ. Còn những ngày tương thì ngày gầm hay là cuối tháng thì em ăn tương, em có xin vậy đó. Chứ nếu mà em ăn tương thì không ăn được cái gì hết trơn thì yeah. Người em nó sẽ bệnh ốm. Chị kể giùm mà cho em từ cái lúc tháng 10 chị có cái bụng tự nhiên nó bự lên bất thường trong vòng mấy tháng rồi chị mới thấp hơn chị xin đặng cho xẹp lại đặng chị buôn bán. Dạ giờ em cũng không nhớ mấy tháng nhưng cũng lâu á. Rồi cái em thấy sao nó bự hoài à, nó không có nhỏ xuống. Dạ. Suốt cả ngày luôn vậy đó, cái em mới thắp hương em dám xin. Dạ. Dạ em xin á hả cho con bụng kịp lại đi, nặng cho con buôn bán chứ. Dạ. Bụng bự hoài vậy người ta sẽ sợ á. Dạ. Người ta sợ rồi người ta không ghé quán nó ủng hộ thì ra hả con cũng khó khăn gì buôn bán, rồi kinh tế khó khăn như con nữa thì mấy ông cho xịp xuống thì để cho con buôn bán. Dạ. Thì em đốt nhang em nguyện em xin vậy thì bụng xịp lại. Từ đó mới phát hiện luôn á. Vậy rồi đầu em mới nhắm vào đó. Xin là xin đâu? Xin dạ. Chỗ mẹ Quan Âm hay là dạ. Xin đâu chị? Dạ em đốt hương, đốt hương hả xin mẹ Quan Âm. Đó xin là chị dạ. Xin ở đây đây ha. Dạ với ông Phật Di Lặc ở ngoài. Ở ngoài trước cửa ha. Dạ. Là chị bình thường là chị cúng là cúng mẹ Quan Âm. Dạ. Cùng với Đức Phật Di Lặc ở trước cửa quán mình. Dạ. Ha. Rồi khi mà chị cầu xin vậy đó chị có nằm thấy chim bao gì không mà sao tự nhiên xẹp xuống? Dạ không anh, em không thấy gì hết, nhưng mà em nguyện xin vậy thì xẹp liền ngay lúc đó luôn. Ngon à? Dạ.
xem liền luôn lên. Chưa biết nào, không biết cái là khi mà đầu cái tháng 10 đó chị có ăn trúng cái gì không? Chị có nghĩ là chị ăn trúng cái gì mà bụng chị bự không? Dạ không, em thấy ăn bình thường anh. Dạ. Dầm tháng 10 thì nó ăn tư. Ăn tàu hủ mà bụng bự. Lúc đó là hủ đâu? Lúc đó là chị ăn tương chưa? Dạ, mấy ngày gần em ăn tương anh. À, cái dạ. Ngày đó ăn tương ha. Dạ. Dầm tháng 9. Tự nhiên bụng bự lên. Nó ăn á. Dạ. Nãy ta. Dạ. Tới giờ là khi mà nó bự lên vậy đó chị, có khi nào nó bự vào buổi tối hay là ban ngày không à? Mà khi mà em nghe nói ra là chị bán á, là nó bự lên là chị bán ế, sao nó lạ vậy ta, cái thằng này kỳ cục vậy ta. Dạ em thấy nó lạ vậy đây, mới nhờ mấy anh hả, tìm mấy vị sư hả, để mà chữa bệnh dùm cho em cho nó hết vậy đó. Dạ. Đi chị cũng đi nhiều thầy cô mấy anh chị nhưng mà không ai biết là gì ở trong chổng như thế. Dạ, đúng rồi. Dạ. Không có lý giải được, thành ra mới tìm tới hai anh. Cái bụng này nè, chị gửi cho em nè, là cái bụng này là sao? Đúng rồi đó. Dạ. Lúc đó bụng lắm, bự đó. Là con năm cái lúc này là cái bụng bự đây hả? Dạ. Cái con năm ra nè, gửi cái bụng bự này vậy nè. Chính xác luôn đó. Đó. Người ta chị thật chưa? Rồi. Thêm cái này nè, cái này là cái đỏ nữa, cái đỏ bụng. Cái này nè, đó chị vuốt cái bụng mình nè, là cái này là sao? Cũng vậy, đó bụng bự đó. Là lúc này là cái lúc bụng bự đó hả? Dạ. Bự gì nữa vậy? Bự lúc đó cô Nam mới lên, cô Nam lạc ra rồi nó xuống hơi nhỏ lại đó. Cái này là nó bự lên là mình theo như nhiều này. Người nói là người ta tập siết gọi là siết hơi á chị. Dạ. Đó em suy nghĩ về một cái thằng đó, nhưng mà thật sự là chị có ém hơi vào bên trong không? Ém hơi chậm chậm. Dạ. Để cho cái bụng nó bự không? Dạ không, em bình thường anh. Dạ. Vậy là cũng hít thở bình thường. Dạ. Mà dạ. Bây giờ cái này là cái bệnh mà chứ đâu phải em. Bây giờ muốn bự lại gan cũ cũng đâu được. Dạ đúng rồi. Bây giờ chỉ muốn bự lại gan như cái video mà chị gửi cho mình là cũng không được luôn. Tại vì qua ăn chay. Cái đó là bự nhỏ là cái đó là hả, cái chuyện cái đó tâm linh mình không có biết được. Dạ. Không nói được. Vậy đó ha. Dạ. Bây giờ đặt cái dấu chấm hỏi là bự ngay cái bụng của chị. Dạ. Đó. Vậy ha. Rồi đấy. Bây giờ cái mong muốn của chị á, chị cầu nguyện á, mong muốn của chị á là sẽ ra sao nếu mà cho chị một cái điều ước á, chị ước được cái gì? Dạ em cũng cầu mong sao tìm được cái vị sư nào đó chỉ dẫn dùm cho em, hướng dẫn như thế nào để mà giúp cho em hả chị hết cái chứng bệnh này. Dạ. Để cho em hả buôn bán này kia để lo cho con. Dạ. Và em mong muốn là như vậy. Cái nhà đi nhà mướn nữa đó. Nhà mướn ha. Dạ. Ừ. Tại vì em bệnh xuống rồi còn quán em không có khách. Bệnh là không có khách ha. Dạ. Lạ vậy ta. Cái bầu này thấy nó kỳ, cái bầu này nó không chịu buôn bán nè chị ơi. Dạ. Dạ. Nhưng mà trước giờ chị đi núi non rồi đó. Dạ. À, hay là đi chỗ này chỗ kia gì đó. Có khi nào có cái phần nào trong người chị ra không? Có đi không? Dạ có anh. Vậy nhưng đó. Mà em lúc nào có cái phần nào về thì em không biết được. Là lúc đó là chị không biết. Dạ. Nhưng mà nghe người ta nói lại hay sao? Dạ nghe người ta nói lại. Đi theo thì nói. Vậy đó ha. Là chị có nghe kể cái phần nào không? Ừ, ông bà nói chung là cũng nhiều phần em cũng biết. Dạ vậy là cũng có. Bây giờ nói về ông bà em mới nghĩ ra chị Quyền. Dạ. Cho em hỏi hồi xưa là hồi thời ông Cốc hay là thời ông Sơn ông Cố gì của mình hồi đó đó. Dạ. Có ai mà làm thầy làm bà gì không chị Quyền? Dạ em cũng nghe kể hồi xưa là có ông Cốc em có làm. Ông Cốc em có làm thầy. Làm thầy để chữa bệnh cho dân người ta đó. Dạ. Tới sau này ông Cốc mất rồi tới bà nội em. Rồi bà nội em mất nay cũng mười mấy năm rồi. Dạ, dạ. Vậy đó ha. Dạ. Bà nội mất mười mấy năm làm thầy là chị giúp bệnh cho người ta miễn phí rồi sao chị? Dạ đúng rồi. Hồi đó dạ. hồi mấy năm đó là bà nội em chỉ là hả chữa bệnh cho dân người ta, bà con người ta bệnh lại nhờ làm bệnh như kia đó. Dạ. Dạ, nhưng mà không có lấy tiền. Dạ. Dạ. Dạ, vậy là cái gốc của chị Quyền cũng mạnh quá đó, cô bác chị. Hồi xưa cũng làm thầy để chữa bệnh miễn phí. Chắc là theo như Lan Hang suy nghĩ một cái lý ở ngoài xã hội thì bệnh thì cái bụng bự thì mình phải đi siêu âm thử một lần đi chị Quyền. Thử dạ. Chị đi thử một lần đi coi mình biết coi trong đi vô bác sĩ khám tổng quát trong cái bụng của mình á coi nó có cái gì ở trong cổng không. Sợ là một là một cái này hơi nói hơi nhạy cảm là một là cái khối gì nằm ở trong đó có u hay là cái những gì đó. Dạ. Nó hai là ví dụ như là cái phần tâm linh ở trong đó thì phải nhờ thầy.
Đó, nếu mình biết mình phát hiện ra được cái bệnh của mình thì mình chữa sớm được. Dạ. Đó, em lang thang nghĩ vậy nha chị Quyền. Dạ. Dạ. À, thì lang thang thấy nó cũng lạ lắm cô bác, bây giờ chị Quyền có thể dán cái bụng lên cho lang thang coi cái bụng của chị được không? Dạ. Dán đại lên nha. Rồi cho bự đây. Đấy, có mắt mắt á. Chị đứng lên ha chị Quyền, chị đứng lên mấy cái nhỏ ha. Cho vô bự đây. Đây chị nghiêng ngang cái ha. Rồi. Dạ. Cái này là nó đang bự hay là đang bình thường vậy? Đang bự á. Vậy đó hả? Rồi đâu chị kêu xe vô vậy chị? Vậy đó ha. Dạ, cũng là đặc biệt ha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Lép luôn, dạ bình thường. Dạ. Lép luôn. Có ém hơi không chị? Dạ không anh, bình thường anh. Dạ. Dạ. Vậy đó ha. Đây sạch lép luôn rồi đây. Châu nhờ Châu Phú lại xin phép là mạn phép là gờ thử cái bụng của chị nhờ Châu Phú. Dạ. Dạ. Gờ tự nhiên nhà Châu Phú ha. Châu Phú chưa có gờ mấy đứa công. Châu Phú chưa có vợ gờ cái người ta mang tiếng chết rồi. Đây. Châu Phú vậy. À, vâng kính thưa quý vị, thì cái bụng của chị hiện giờ là ngày xưa là ông bà của chị cũng có làm thầy. Nhưng mà bây giờ là lép luôn không? Một cái phát hiện. À, tự nhiên nó bự lên quá, nhưng mà từ cái lúc mà ăn chay và cầu sinh tới giờ thì bụng lại xẹp lại rồi. Đó, có lúc bự lúc nhỏ thì bây giờ là hiện giờ bụng đang xẹp, mà chị cho cái bụng to ra lại chị. To trở lại, cho lại. Nó bị ghê bị thấy ghê không? Bị thịt thịt không? Dạ. Khi cái bụng này nó phì lên là bán ế nha cô bác. Ừ. Bụng này phì lên là bán ế đó. Để giàu lắm rồi ngủ gục hả? Ai có người ta nhiễm mộ nè, bự hết ra lên ra cái coi. Chắc chị nịch cái quần trước quá. Quần này đó bạn đẹp cái lưng nữa không có thể hiếu mình được. Dạ. Cái này là cái chuyện này mình không có muốn được. Dạ đúng rồi. Chị muốn bự cũng bự không được đó, muốn bự hơn nữa cũng không được. Lúc trước bự hơn ha. Bự lắm, lúc trước hay chưa có ăn lạc á, bự lắm. Bự là ta nói mình có bầu không luôn đúng không chị? Bầu phải đi xin cà sàn nữa. Bự mà lúc ban đêm á, chỉ một mình đó. Bự đó bự không còn biết nào luôn, móc luôn. Hay là chị có ăn cái gì đầy hơi không ta? Ừ. Dạ, này lang thang là chứ không có quá đâu lang thang ơi. Quá nhiều. Dạ. 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 Một cái chuyện rất là đặc biệt, rất là lạ thì mời chị ngồi xuống nhé. Rồi như là cũng quay cho quý vị xem giống như bình thường rồi đó, nó có chổi giống như người đang có bầu không vậy? Dạ. Mặt hay gì nó thấy giống nhét vậy? Nó có đạp đạp chị không chị? Dạ, cái gì đâu mà nó xẹp lép luôn rồi cô bác hay gì em? Nó mới kêu nó nhét đó. Vậy hả? Nó xẹp lép rồi đó. Lan Hàng thấy em nghĩ về một cái phần này là cái bự đấy ngồi giống như là cái bụng của chị là cái phần này là nó không cho chị buôn bán rồi, nó muốn cho nó bự lên là nó ế, mà nó xẹp xuống thì nó đắt, hồi chắc đắt rồi đó cô bác. Hay lạ quá cô bác chị ơi, thật sự là Lan Hàng khi mà lần trước thì đi quay chị Đệ thì nó chị Đệ thì có cậu nhỏ. Yeah. Nhảy ra nhảy vô đó, nhưng mà cái phần của chị thì không có cậu nào trong đó hết, giống như là cái chị gì lạ nằm ở trong đó phải nhờ những cái thầy mà phần cao tay án hơn nữa lại coi cái bụng của chị Quyền ở đây thôi cô bác ơi, chứ là ai nhìn thấy bó tay à. Đó, Châu Phú thấy sao? Nhờ Châu Phú thôi. Thì bây giờ là tình hình thì thấy nó cũng lạ, nhưng mà bữa nay á là trong cái hình mà chị quay cho em đó thì em thấy rất là bự luôn. Bữa nay thấy bự cũng vừa vừa, không bự lắm, bự hơn. Thì cũng rất là đặc biệt, nhưng mà Châu Phú nghĩ là sẽ có một cái phần gì đó ở trong cơ thể của chị, thì hy vọng là các vị thầy ca tay ấn sẽ giúp đỡ cho chị hết trơn cái bụng bự nữa. Dạ, vậy được vậy, em cảm ơn anh nhiều. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Bây giờ chị có thể là có tiền đi về Long Xuyên để mà chị bệnh được không? Có đầu ế cũng chết, không có mà bên đây khổ chết nữa vậy đó hả? Vậy năm ấy kêu con đó vậy đó ha. Là bây giờ là nếu mà có xe mà rước chị đi về
hướng Long Xuyên, Châu Đốc rồi đó để mà chị bệnh giúp cho cái bụng chị nó xẹp á. Dạ. Rồi chị có đi không? Dán đi chứ. Dạ đi anh. Đi đừng cho hết, coi có cô ra cái gì nào. Mà nếu mà có thầy mà chịu trị cho chị mà có ai mà có chiếc xe hỗ trợ rước chị đi trị bệnh đó, giúp bệnh cho chị là chị đi ha. Dạ dạ đúng rồi. Dạ. Chị đó ha. Dạ. Em mong muốn để mà trị bệnh mà. Cái này một là thấy là phải về trên một là cô 5 hoặc là cô 3 hoặc ở trên cảnh á. Lên trình với cái phần tâm linh ở chỗ cái núi cấm á. Đó mình cúng lại niệm Phật thử coi nó có đỡ hơn không. Coi như là mình gửi cái bụng ở trên á. Mình về để cho nó sẹt để mình bán đắt hơn. Dạ. Vậy cảm ơn lang thang với Châu Phú lắm á. Cháu mình nó hết gì mừng lắm á. Vì để em đăng cái video lên, nếu mà có đủ duyên á thì có cô chú nào mà có xe đó. Dạ. Hỗ trợ cho chị để mà chị đi khám bụng của chị đó. Dạ. Thì liên hệ với mấy anh em rồi anh em sẽ điện thoại trực tiếp với chị. Dạ. Ha. Dạ. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Trước tiên là chị phải đi siêu âm trước một cái đi. Ha. Rồi xong nếu mà siêu âm nó không có cái gì ở trong trọng thì nó mới đó là bên cái phần tư duy tâm linh đó. Đó nếu mà siêu âm nếu mà lỡ gì chị em như là hay lỡ thôi nha cô bác, lỡ chị không có chồng chị có bầu thôi. Nãy giờ đặt cái câu hỏi này hoài luôn đó. Không chồng mà có con á, có bầu á. Nhưng mà em nói nếu mà có bầu thì bụng bự bự hoài chứ đâu kìa tôi ăn. Ra vô. Theo như là lang thang thì không có thể nào mà làm được cái bụng dạ. Thì lang thang cái bụng mở cô bác. Đó, mất nào quá. Ha. Dạ. Thì cũng cảm ơn chị Quyền nãy giờ cũng ngồi bán nước xong rồi cái chị ra chị chia sẻ cái chuyện của chị hả chị Quyền. Dạ. Là hay thấy là nó khá là lạ. Nói chung là một người có cái bụng bự ra mà nhỏ lại ở đây thì nó cũng rất hiếm đó. Dạ. Như là nó là một cái chuyện lạ, nhưng mà nếu mà cô bác anh chị nào mà xem mà những cái thầy nào mà đang xem đó, những cái thầy nào mà tay ắn hay dùng hắc sơn mỹ núi gì đó. Dạ. Là lợi có hỏi coi cái bụng của chị nó làm sao nha. Chị cho chị hết cái bụng là chị buôn bán lại bình thường nha cô bác anh chị. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cảm ơn Lan Thang cùng với chị Quyền và cô 5, cô 7, cô 3, cô 2 vậy ha. Dạ. Chúc cho quý vị sức khỏe. Thì chị ơi, bây giờ là hiện giờ anh em từ xa đi đến đây thì cũng muốn là giúp cho chị về dạ. Cái phần cái bụng của chị. Dạ. Thì bây giờ là Châu Phú sẽ cùng với Lan Thang. Dạ. Sẽ hỗ trợ cho chị là 300 đi hết Lan Thang để mà chị đi siêu âm đi. Rồi cái bắt đầu cái chắc chắn coi cơ vị như thế 300 nào. Siêu âm đủ không? Hả? Siêu âm dạ, không đủ không à? Bình thường mà. Hả? 300 thì siêu âm dư. Dư không? Siêu âm có trăm mấy à? Siêu âm màu không biết nhiêu. 150 à? Không mấy à, không hết. Cái bụng cái đi rồi mình đi hắc sơn một lần. Dạ thì em chào chị. Dạ. Hôm nay hai anh em thì đi đó. Em chào chị, thì hôm nay hai anh em đi đến đây á là chủ yếu là quay lên để mà tìm cái cách để cho có một cái vị nào đó giúp cho cái bụng của chị cho sẹp luôn hoàn toàn. Dạ. Nha. Thì em cũng mong là chị sẽ cố gắng đứng vững lên nữa để chay ăn chay. Dạ. Vì khi mà chị ăn tương đó chưa cho mấy ăn có mấy tháng thì chị bệnh gì đó là tại vì á cái lúc đó là chị đang đổi cái máu từ cái máu lúc trước là mình ăn mặn là ăn mặn đó. Dạ. Cái máu đó là cũng như là máu xin lỗi mà nói thì máu đó cũng như là không được tốt. Dạ. Thì khi mà chị ăn mà tương lại đó thì dạ. Nó đang chuyển thành lại trở thành cái máu thật. Dạ. Đó nên chị hay bị bệnh gì đó thì em mong là chị sẽ cố gắng lên nữa ha. Dạ. Để cho cái bà trên chứ ăn trên trời Phật sẽ độ cho chị. Dạ. Thì hôm nay hai anh em sẽ gửi cho chị là tiếp sức với chị là 300.000. Dạ. Để chị có thể đi siêu âm coi mình cái bụng mình như thế nào, có bệnh gì trong người hay không. Dạ. Nếu mà không có bệnh mà hoàn toàn bình thường nữa đó thì hai anh em sẽ tiếp sức và giúp đỡ cho chị có một cái chuyến xe để đi về dùng An Giang Bảy Núi để mà trị bệnh cho mình. Dạ. Về tài. Dạ. Phần tâm linh. Và có một vị thầy nào mà biết trong cái bụng của chị gì đó thì hãy comment cho Châu Phú hoặc là Lan Thang nha quý vị. Đây Lan Thang đại diện cho Châu Phú đi trao cho chị luôn. Rồi, Lan Thang. Em gửi chị nha. Đây chị hình như siêu âm cũng. Dạ. Có mấy trăm. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Hai anh. Dạ. 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 Dạ, siêu âm khoảng 150 siêu âm màu. Dạ. 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 Dạ.
À, thì kính thưa quý vị qua đây thì kính thưa chị Quyền, nếu mà siêu âm mà có gì đó chị phải điện báo cho mấy em biết nha. Dạ, cái này cũng rất quan trọng đó. Rồi vậy ha. Rồi thì kính thưa quý vị, video của hai anh em Châu Phú cũng đã dài rồi, thì xin chào và tạm biệt tất cả quý vị tại đây nha. Xin chúc cho chị Quyền và các cô lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe và vạn sự bình an đem đến cho các cô nha. Ở đây thì anh em con ở xa, thì có gì các cô giao duyên và giúp đỡ ha. Chào Châu Phú với Lan Thang, giúp đỡ cho Quyền nha. Dạ. Nam Mô Di Đà Phật, các chị cũng chào ở trên núi giúp đỡ cho cháu Quyền nó mạnh khỏe. Nam Mô Di Đà Phật. Là cầu cho mạnh khỏe thôi. Mạnh khỏe trước em. Nam Mô Di Đà Phật, giúp đỡ cái gì được thì giúp đỡ cho cháu. Vâng, kính thưa quý vị, thì video Châu Phú đã dài, Châu Phú xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Cũng không quên cầu chúc toàn thể vị và các bạn lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, vạn sự bình an, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, chào nha.